Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và tiếp theo trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể rút gọn link để kiếm tiền với Olacity. Thì ở đây chúng ta xem ở trên màn hình thì chúng ta thấy là Olacity có các cái chiến dịch này, chiến dịch Lian này, chiến dịch VNDC này, rồi xem quảng cáo này. Và cái mới nhất ở trong cái Olacity này là cái rút gọn link để kiếm tiền. Thì những cái chiến dịch khác thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm ở trong các cái video trước rồi. Ở đây chúng ta thấy là ở trên này có mục kiếm tiền này, chúng ta bấm vào mục kiếm tiền thì nó sẽ ra cái bảng như thế này cho chúng ta. Đấy. Còn những bạn nào mà chưa đăng ký kiếm tiền với Olacity thì các bạn có thể xuống cái link tôi để dưới cái phần mô tả của video, chúng ta bấm vào đó để chúng ta đăng ký một cái tài khoản để chúng ta kiếm tiền. Cái việc đăng ký này là hoàn toàn miễn phí. Sau khi đăng ký xong thì chúng ta sẽ vào mail để chúng ta xác thực lại cái tài khoản nữa là được. Và sau khi làm xong cái việc đăng ký rồi thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta đi kiếm tiền này, chúng ta làm các cái chiến dịch ở trong này. Này, xem quảng cáo chiến dịch VNDC, các cái này là đã hướng dẫn rồi. Bây giờ cái mới nhất là cái rút gọn link, còn một số cái chiến dịch sắp ra mắt đấy là làm khảo sát này, đăng ký tài khoản này, thương mại điện tử này, theo dõi kênh YouTube này, chia sẻ bài viết, thì cái này chuẩn bị ra mắt, khi nào có thì chương trình sẽ thông báo cho chúng ta. Còn bây giờ là chúng ta sẽ vào cái phần rút gọn link ở đây. Ta bấm vào này. Đấy. Thì nó sẽ đưa chúng ta đến một cái trang như thế này. Đây tôi vừa mới rút gọn các cái link, là tổng số là 71 link. Đây, số lượt xem là 7. Và cái tổng doanh thu là 0,0105. Đấy. Cái này thống kê rất cụ thể cho chúng ta từng ngày một. Thế thì làm sao để chúng ta kiếm được được tiền? Thì chúng ta có thể là bấm vào cái bên này, chúng ta thấy bên trái có cái chữ này rút gọn link thì chúng ta bấm vào đây. Đây. Thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như thế này. Đây là chúng ta sẽ điền cái link chúng ta cần rút gọn vào cái chỗ này. Sau đó chúng ta bấm vào rút gọn. Thì đây là tôi đã rút gọn rất nhiều link rồi. Ở đây tôi có cái kênh là Lê Lực Tài Liệu ở đây. Trong này là tôi làm rất nhiều các cái video đưa lên đây là về các cái tài liệu của bên tiểu học. Đây, ví dụ như có cái đề thi dùng chuông vàng khối 4 năm này, 15.000 lượt xem này. Trong các cái này là tôi vừa mới rút gọn link và tôi đã đưa hết vào đây rồi. Khi mà người ta xem cái dùng chuông vàng này, người ta xuống đây người ta download tài liệu thì người ta sẽ bấm vào cái link này. Đây. Nếu người ta download tài liệu, người ta sẽ bấm vào cái link này. Đấy. Bấm vào này, sau đó chúng ta người ta sẽ bấm vào tôi không phải là người máy ở đây. Rồi chọn tất cả hình ảnh có xe mô tô. Là những cái nào có mô tô là ta bấm vào. Rồi sau đó là click vào đây để tiếp tục chờ 5 giây này. Rồi bấm vào đây thì nó sẽ đưa chúng ta đến cái trang để download tài liệu. Chúng ta có thể download cái tài liệu này về. Ở đây là nó bị trên mạng là nó lỗi một số phông chữ, nhưng mà khi tải xuống thì nó sẽ không có cái lỗi phông chữ như thế này. Thì chúng ta bấm vào cái chỗ tải tài liệu xuống ở đây thì chúng ta sẽ tải được cái tài liệu. Và người ta làm các cái bước như thế này rồi thì chúng ta sẽ được tiền ở trong cái bên Olacity. Đấy, thì cái link này là link tôi đã rút gọn rồi. Và cái việc rút gọn rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc copy cái link đó. Này, ví dụ như là tôi copy cái link này. Này, sao chép cái link này. Giờ tôi sang cái phần Olacity, là cái phần này, tôi dán cái link này vào đây. Đấy, sau đó là chúng ta bấm vào rút gọn link. Đấy, đây là cái đường link rút gọn, chúng ta lấy copy, lấy cái link này, bấm vào chữ copy này. Copy cái link này chúng ta đưa vào chia sẻ ở đâu thì chia sẻ cũng được. Chúng ta có thể chia sẻ lên các cái trang mạng xã hội giới thiệu để cho người khác, người dùng click vào cái link đó thì chúng ta sẽ được tiền. Đây, tôi sẽ dán cái link đó vào cái chỗ này. Đây là link này là tôi đã dán rồi. Cho nên là khi ai xem cái video này thì người ta muốn tải cái tài liệu thì người ta sẽ click vào đây. Thì người ta click vào thì tôi sẽ được tiền. Đấy, cái cách làm rất là đơn giản. Ta có thể chia sẻ lên các cái mạng xã hội hoặc là
cái chương trình nào đấy để cho nhiều người click vào thì chúng ta sẽ được tiền. Đây ta quay lại cái phần này. Ở đây lúc nãy là ta thấy là có 7 lượt xem thì tôi vừa mới click vào. Vừa mới hướng dẫn các bạn là cách làm đấy, và tôi click vào một cái thì chúng ta tải lại trang thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tăng lên số 8 đấy. Và sự doanh thu này cũng tăng thêm, cái doanh thu này là rút là bằng tiền đô. Đây, cái CPM trung bình, đây là cái lượng click này là 1,5 đô la trên 1.000 lượt click. Ở trong này có các cái chính sách thì ta có thể vào đây chúng ta xem các cái chính sách ở đây. Đây, vào đây ta xem các cái chính sách này. Đây, tại Việt Nam thì 1,5 đô la trên 1.000 lượt xem. Còn nước ngoài là 1 đô la trên 1.000 lượt xem. Và 3% thu nhập của tất cả các thành viên trong hệ thống 7 level. Và số lượt xem được tính cho mỗi IP trên ngày là 3 lượt xem. Đấy. Thời gian chơi quảng cáo là 5 giây này. Rồi cái quy trình thì tôi đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta quy trình rồi. Về các cái quy định cấm đối với chương trình rút gọn này. Không được rút gọn link tuyển thành viên, link nhiệm vụ hay là bất kỳ link nào thuộc cái domain của chính Olacity. Để sử dụng các cái phần mềm, thủ thuật, công cụ để tạo cái lượng truy cập ảo, gian lận hay là đặt các liên kết rút gọn trên các cái trang web có chứa nội dung có thể đe dọa, quấy rối, phỉ báng, tục tiểu trước bất kỳ virus hay là sâu, vân vân. Thì chúng ta vào đây thì chúng ta xem, còn cách rút gọn thì chúng ta cứ bấm một chữ rút gọn link đây thì nó hiện lên cái trang như thế này để cho chúng ta rút gọn. Ta làm giống như cái bước mà tôi vừa hướng dẫn và chúng ta lấy cái link đó để chúng ta đi chia sẻ. Đấy là cái phần mà rút gọn link. Rút gọn link là chúng ta sẽ làm như thế. Ở đây tôi đã rút gọn rất nhiều link rồi, 71 link rồi. Đấy, 72 link rồi. Và khi mà có người click vào thì tôi sẽ được tiền thôi. Đấy, các bạn cũng làm tương tự như tôi đi. Thì đấy là cái phần rút gọn link. Còn các cái phần này thì chúng ta cứ bấm vào đây thì chúng ta xem bình thường thôi. Xem quảng cáo thì chúng ta cũng như thế. Đấy. Chúng ta bấm vào đây. Để tôi không phải là người máy này. Rồi vào đây để chúng ta xem này. Đây, xem quảng cáo. 45 giây được 60,25 đồng. Bấm vào đây để xem. Quảng cáo thì có rất là nhiều. Các bạn có thể vào các bạn xem nhé. Đây là tổng quan này, kiếm tiền này. Thì video này thì tôi sẽ tạm dừng ở đây. Bởi vì video này tôi chỉ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta rút gọn link như thế nào. Còn cách để chúng ta chia sẻ thì các bạn có thể chia sẻ. Tùy các bạn chia sẻ ở lên mạng xã hội hay là chia sẻ bất cứ cái chương trình nào. Để có người xem, người ta click vào cái link đấy là được. Còn nếu những bạn nào mà chưa đăng ký chương trình này thì các bạn hãy xuống cái phần mô tả, click vào cái link tôi để dưới cái phần mô tả để đăng ký một cái tài khoản để kiếm tiền. Và dưới đó tôi cũng để luôn cái video hướng dẫn cách để chúng ta đăng ký để các bạn có thể tiện theo dõi hơn. Còn nếu như những bạn nào mà có băn khoăn thắc mắc hay là về cái cách làm như thế nào nữa thì các bạn có thể để lại cái lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và cuối cùng xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của tôi vào lúc 7 giờ tối hàng ngày trên kênh Lê Văn Lực. Xin chào.